nhiêu rồi, thôi đếm được nhiêu rồi, thôi đếm được cái triệu tám, nhiêu 8 triệu, 8 triệu hả? Dạ. Rồi đâu nữa, đâu đếm coi, đếm tiếp coi. Rồi năm đếm đó là nhiêu? 10 triệu hả? Cái đó là 10 triệu hả? Đây là 9 triệu, đúng rồi, cái đó mới 9 triệu đúng rồi đó. Ừ. Còn đây là còn đây 10 triệu. 10 triệu. 10 triệu. Sao vậy? Sao vậy thôi? Hả? Đâu đâu đứng qua đây nè, đứng qua đây nói cô chú anh chị nghe. 5 triệu. 5 nè. Đâu đâu bây giờ nè. Khôi trao cho cô được nhiêu tiền rồi, Khôi nói coi. Chung mến chào cả nhà, hôm nay Chung cũng đến đây thăm lại hoàn cảnh của người cô, cũng như có một người con trai đang bị bệnh cứng như tượng á cả nhà. Hôm bữa Chung có xuống đây ghi hình ảnh và cũng có giúp đỡ cô ít tiền, thì giờ cô cũng đưa cái con của cô đi trị bệnh rồi, thì hôm nay mình cũng xuống đây cũng có Mạnh Thường Quân gửi một chút tấm lòng đến để tặng cho cô. Rồi con chào cô nha. Dạ. Dạ, hôm nay cô khỏe không? Khỏe. Thì hiện tại thì ảnh bữa giờ đi nhập viện mấy ngày rồi? Ảnh 10 bữa rồi. 10 bữa ha. À. Hiện tại tình hình như thế nào rồi cô? Bây giờ đỡ, bớt đỡ rồi. Là cũng bớt rồi. Dạ. Cũng có nói chuyện là với gia cũng đình mình bình thường. Nói chuyện. Cũng nói chuyện bình thường ha. Bình thường. Dạ, ở đây nói chuyện đỡ đỡ rồi. Dạ, người ở đây cô có mấy người con lận? Tới 7 đứa mà chết hết đứa còn 18 tuổi. Dạ, hiện tại còn 6 người ha. Ừ. Rồi bé gái đây là đứa con thứ mấy? Út hả? Út. Là đứa Út ha. Dạ. Ờ, chào con gái nha, đứng ở đây nè con, đứng ở trước nè. Rồi con tên gì nói cô chú anh chị nghe coi. Thầy Bích Đào. À, thầy Bích Đào hả? Bích Đào nhiêu tuổi rồi? 9. Bích Đào 9 tuổi ha. À, Bích Đào học lớp mấy? Lớp 3. Bích Đào học lớp 3. Ờ, có được học sinh giỏi không? Học sinh bình thường. Học sinh bình thường thôi. Rồi sao nói chuyện gì muốn khóc vậy? À, mắc cỡ hả? Để hôm nay Chung cũng xuống cùng với lại em Khôi, thì cũng lâu lắm rồi cả nhà cũng không có thấy Khôi trên kênh của Chung. Bữa giờ đó Khôi cũng đi chung với lại Hồng Cao á, cũng đến giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn á cả nhà. Thì hôm nay Khôi cũng có đi theo Chung á, xuống hoàn cảnh này, giờ Chung cũng cho Khôi cho tiền cho hoàn cảnh nha. Rồi giờ Khôi cho tiền cho cô đi ha. Rồi mình đếm đếm đi cô nha. Rồi trao cho cô đi. 1 triệu. Ừ. 2 triệu. Ừ. 3 triệu. 4 triệu. 5 triệu. 6 triệu. 7 triệu. 8 triệu. 9 triệu. 10 triệu. Thôi tự nhiên 10 triệu mình còn dư nữa hả? Hả Khôi? Nhiêu rồi? Khôi đếm được nhiêu rồi? Khôi đếm được cái triệu 8 rồi. Nhiêu? 8 triệu. 8 triệu hả? Dạ. Rồi đâu nữa, đâu đếm coi, đếm tiếp coi. Rồi 5 năm đếm. Đó là nhiêu? 10 triệu. Hả? Cái đó là 10 triệu hả? Đây là 9 triệu. Đúng rồi, cái đó mới 9 triệu. Đúng rồi đó. Ừ. Còn đây là còn đây 10 triệu. 10 triệu. 10 triệu. Sao vậy? Sao vậy Khôi? Hả? Đâu đâu đứng qua đây nè, đứng qua đây nói cô chú anh chị nghe. 5 triệu. 5 nè. Đâu đâu bây giờ nè. Khôi trao cho cô được nhiêu tiền rồi, Khôi nói coi. Đây được 8 triệu rồi. Nhiêu? 8 triệu hả? 8 triệu hả? À, rồi, bây giờ trao tiếp coi. Trao tiếp rồi. Được 9 triệu.
Trời. Rồi đây nè Khôi ngồi cố kế chỗ cô đây để nói chuyện với Khôi luôn. Quá trời ơi. Rồi hồi nãy cô có đếm lại chưa? Dạ, đếm rồi 10 triệu. Số tiền 10 triệu ha. Tại vì Khôi á, cô tuy cô thấy như vậy thiệt nhưng mà kiểu không có mấy gì biết tính toán đâu, cũng không có mấy gì biết kiểu như đếm á cô. Dạ. Đó. Rồi bây giờ mình cảm ơn đến chú Nghĩa ở thành phố Hồ Chí Minh hôm nay gửi tặng cho cô là 10 triệu đồng để cho anh cũng như là con của cô á đi điều trị bệnh rồi dạ. Thêm nữa cũng có thể xây sở trong gia đình đó, nha. Dạ. Rồi. Cảm ơn chú Nghĩa ở thành phố giúp phổi gia đình tôi nghèo khổ. Dạ. Cũng mừng. Dạ. Cảm ơn nhiều quá. Dạ. Rồi con gái nè nói cảm ơn cô chú ta. Cảm ơn đến chú Nghĩa. Cảm ơn được con. Cảm ơn chú Nghĩa. Giúp gia đình con. Giúp gia đình con á. Nói thế. Giúp gia đình con. Ừ. Hôm nay con mừng ông khi được chú giúp đỡ cho mình số tiền lớn như này á. Con mừng không? Hả? Con mừng lắm. Vậy. Con mừng ha. Rồi đó giờ gia đình mình cũng như rất là khó khăn như vậy á, có được ai giúp đỡ mình không? Hả? Không dám nói à, thấy hơi ngại ha. Thì sao mà Khôi đó giờ là cũng như là không có được từng đếm như vậy hay vậy Khôi? Dạ đúng rồi. À, rồi bữa giờ đi theo với chú Hùng là không có học được cái gì khác hả? Dạ cũng có chút. Cũng có học hả? Dạ. Nhưng mà sao còn chậm dữ vậy? Trời còn chậm. Cho trao tiền mà chú đã đếm sẵn rồi mà đếm còn không ra nữa. Nói chung là thôi á, đó giờ cũng vẫn như vậy nha cả nhà ơi, nói chung còn rất là chậm nha, thì kiểu không có mấy gì manh lợi cho lắm. Rồi hôm nay đến đây thăm hoàn cảnh của cô thì cô thấy hoàn cảnh cô như thế nào, nói cô chú anh chị nghe coi. Thấy hoàn cảnh của chú với cô cũng khó khăn. Khó khăn ngang. Dạ. Rồi Khôi xuống thấy nhà cửa sao? Cũng sập hết. Nhà cửa sập hết ha. Rồi giống như nhà của Khôi là lúc trước không? Dạ giống chút. Khôi thấy giống như nhà Khôi là lúc trước không? Hả? Giống chút. Giống hả? Dạ. Rồi giờ Khôi cũng có nhà khang trang rồi cũng khi mà đến thấy nhà cô cũng vậy á, giờ cũng thấy thương không? Dạ. Cái tội nghiệp của gia đình ha. Dạ. Cả nhà thì nói chung là Khôi cũng cho đi theo Hùng rồi cũng để kiểu như chậm quá đó cho nên đi để học hỏi này kia. Rồi thì hôm nay con cũng xuống với con trao tiền cho gia đình ha. Thì số tiền này có gì để trợ chữa cho con của cô ha. Dạ. Và hôm bữa thì cũng nằm viện đó thì bác sĩ nói cũng khỏe rồi hả cô? Dạ rồi. Không biết là bác sĩ có nói là khi nào cho xuất viện không? Dạ chưa. Chưa biết hả? Lâu quá. Nhưng bác sĩ mà... nói lâu. Rồi bây giờ dạ. Cô có đi thăm không? Đi bên đi hết lạnh rồi, bữa nay tin đi nữa nè. Dạ, ý là cô đi bán về nấu cơm nấu nước rồi chiều cô đi thăm mà. Dạ. Dạ. Rồi con của cô á, mấy người con của cô cũng như có hỗ trợ giúp đỡ gì được phần nào không? Không có, nó nghèo khổ hết trơn. Cũng nghèo khổ ha. Dạ. Dạ. Rồi bé gái thì bữa nay không có đi học á con? Mấy giờ mới đi? 12 giờ ha. Rồi chú nghe nói cũng bị đau chân gì đó, cũng ở đó chăm sóc cũng được không? Đau chân, cậu tính cho tôi đi, tôi nói đi dập trả nợ người ta rồi đi đâu có được. Ý là đi dập trả nợ hả? Dạ. Dạ. Lại ta chưa hết chân rồi đó. Dạ là trả nợ, thiếu nợ bao nhiêu? Trời ơi, có 30 ngày đó. Là thiếu nợ 30 ngày dặm á hả? Một ngày dặm là bao nhiêu tiền? Lãi trước 140. Là một ngày dặm là 140. Lãi trước đó. Ý là một ngày á, người ta trả nhiêu? Thì đi mình bây giờ là 200. Dạ. Rồi lãi ta trước được 140. Lấy tiền trước là người ta trả. Dạ. Một ngày có 140 thôi. Dạ. Là mình lấy tới 30 ngày rồi. Dạ. Trời ơi, quá dữ rồi cả nhà. Trời ơi, không có gì ăn. Đi rồi bệnh nữa, đi
kiếm hoài luôn. Dạ, rồi nhà cửa nó dột nát hết vậy rồi ngủ như thế nào được đây? Ngủ đại, bây giờ cột mưa đó, cột mưa đại ngủ đó. Rồi bé gái ngủ ở đâu? Ngủ vô trung luôn đó. Trời ơi. Đó, nhà thì nói chung là nhà đây đâu có thấy cửa, không có cửa nẻo rồi ở nhà trời sau này không có cửa hả? Vậy hết trơn luôn, mưa á. Vậy hết trơn rồi. Ở cả nhà, nhà sau đâu có cửa, đâu có nẻo gì đâu. Đó. Nói chung là trong nhà cô là chẳng có gì hết trơn á, cho nên là không có sợ ăn trộm á. Dạ, không có gì đâu mà ăn trộm. À. Thôi vậy cũng cố gắng cô ha. Thì à. Bây giờ Hùng Cao cũng đang kết nối Mạnh Thường Vương á, chuẩn bị giúp sửa nhà cho cô. Dạ. Đó rồi thêm nữa thì con cũng giúp cho cô một phần kinh phí để lo chữa bệnh rồi trang trải trong cuộc sống nha. Dạ. Rồi giờ con cũng xin phép về. Dạ, dạ. Rồi thôi có muốn nói gì cô chú anh chị không? Dạ thôi thôi chúc bà cho cô anh chị sức khỏe. Ừ. Chúc mừng á, chúc mừng con. Dạ. Dạ giúp đỡ cô cũng cũng mặn á. Dạ, cảm ơn cả nhà rất nhiều đã theo dõi video này ha. Hẹn gặp lại cả nhà trong những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.